thì em có thể ship cái nhà này vào trong đấy. Ship luôn. Ship y nguyên vào trong đấy luôn. Đang quay trở lại với nhà F, và chắc hẳn là sau khi xem clip vừa rồi, mọi người đang rất tò mò không biết ngày hôm nay nhà F sẽ đưa mọi người đi đâu đúng không? Khánh Linh xin được bật mí một chút, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến tham quan một căn nhà trên một ngọn đồi ở Sóc Sơn, Hà Nội. Và điều đặc biệt đó chính là căn nhà này là một mẫu nhà kiểu modern space được thiết kế và thi công bởi công ty kiến trúc và kỹ thuật AMD. Và nghe đến đây, chắc hẳn là nhiều người đang thắc mắc không biết nhà modern là mẫu nhà gì đúng không? Thực chất thì nhà modun là nhà được lắp ghép theo công nghệ modun hóa với các tấm được sản xuất hàng loạt ngay tại nhà máy, giống như là đang chơi các mảnh Lego. Và do vậy thì chúng ta có thể linh hoạt sắp xếp thành nhiều ngôi nhà khác nhau mà không cần thời gian chờ đợi thiết kế. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nhà modun Space của AMD có gì đặc biệt. Xin mời. Thì Khánh Linh và anh Tiến Duy đang có mặt ở lối đi hướng đến khu vực cửa chính, cửa ra vào của mẫu nhà modun S9A của AMD. Và căn này thì có diện tích là 75m² nha mọi người. Và nếu như mọi người chưa biết thì AMD là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nhà modun space. Và mong muốn của họ thì trong tương lai gần có thể thay đổi cái góc nhìn của mọi người trong cái phương pháp xây dựng trong tương lai gần. Và vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vòng từ ngoài vào trong căn nhà này. Và Linh, em muốn bắt đầu từ đâu? Em muốn dẫn mọi người đi tham quan phần sân vườn. Ok, đi thôi. Và bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở tại khu vườn của ngôi nhà ngày hôm nay. Và đứng ở phía vườn thì mọi người sẽ thấy rằng được lát gỗ ở dưới này. Thế xong ở bên cạnh thì có những bộ bàn ghế ở ngoài trời, có cả bếp nướng ở bên ngoài để chúng ta có thể tổ chức những buổi tiệc barbecue với nhau. Mà nhìn từ phía bên này thì mọi người sẽ thấy là cả một cái khung cảnh rất là đẹp. Thiên nhiên, cây xanh, hồ nước, view rộng thoáng, lưng thì dựa vào phía đồi bên này, tức là một cái thế đất rất là đẹp đúng không Linh? Ai cũng thấy là thế đất rất là đẹp, cảnh đẹp, không khí thì tuyệt vời. Nhưng mà em đang có một thắc mắc đấy là với một căn nhà như thế này, để có thể xây dựng được hoàn thiện tất cả mọi thứ xong xuôi đi, thì chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian nhỉ? Theo như kinh nghiệm của em nhé, với những ngôi nhà truyền thống, không phải là ngôi nhà modun ấy, thì thời gian nó sẽ là khoảng bao lâu? Mình sẽ có sự so sánh. Em nghĩ là khoảng 3 đến 6 tháng ấy, vì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là địa hình này, thiết kế này, rồi là nhân công các thứ, và nhất là trong thời buổi dịch bệnh thế này nữa. Và đặc biệt là cái khu nhà này nó nằm ở trên thế đất rất là khó, cho nên cái việc xây dựng nó lại có thể là sẽ càng kéo dài lâu hơn nữa đúng không? Thế nhưng đối với cả loại hình nhà modun như thế này thì thời gian xây dựng các bạn có đoán được là bao lâu không ạ? Nếu mà mình bật mí ra thì chắc chắn là mọi người sẽ giật mình. Nhưng mà thời gian nó chỉ gói gọn trong khoảng từ 20 cho đến 30 ngày. 20 đến 30 ngày làm sao mà là hoàn thiện có thể làm được cái này? Chắc anh Duy trêu. Thế khó tin đúng không? Nhưng mà thực ra nó có cơ sở. Bởi vì là cái nhà modun này thì được sản xuất theo cái quy trình sản xuất là modun hóa, sản xuất hàng loạt. Và cái quy trình tự động hóa của nó rất là cao. Tức là trong cái thời gian mà mình thiết kế ngồi với nhau ấy, thì các cái tấm này của nó vẫn đang được sản xuất ở xưởng với những cái người thợ mà tay nghề rất là cao, chuyên môn cao. Đấy, và sau khi mà mình quyết định xong thiết kế, song song cái khoảng thời gian đấy thì họ mang những cái tất cả những cái sản phẩm như thế này lên, họ lắp vào đây. Giống như là trong cái video ngắn ở phần đầu chương trình tôi giới thiệu tới mọi người ấy. Và nó đảm bảo hơn một cái yếu tố nữa là như này này. Khi mà chúng ta thiết kế với những ngôi nhà truyền thống đấy, mình đâu có thể mang thợ ở Hà Nội lên được. Có nhiều người thì sẽ phải sử dụng thợ ở tại khu vực Sóc Sơn này đi, thợ ở địa phương này đi. Thì mình không đang không nói là về cái tay nghề như nào nhá, nhưng mà cái chất lượng của nó có thể là sẽ không được đảm bảo cho lắm. Thế nhưng mà với cái sản phẩm của AMD, đặc biệt là cái nhà modun này, thì cái đội ngũ thợ ấy là do họ tự đào tạo, cho nên là cái chất lượng nó sẽ đồng đều và đảm bảo hơn rất là nhiều. Và cái chất lượng ấy thì cũng được kiểm duyệt qua, nghe đâu là cái công nghệ 4.0 bây giờ ấy, tức là Big Data này hay là Metaverse, họ sử dụng toàn những cái công nghệ rất là cao cấp để mà kiểm soát cái chất lượng.
trước khi mà đem đến để mà lắp đặt tại nhà của các khách hàng. Mà em nghe thì anh còn nói đây là nhà lắp đặt, lắp ghép như kiểu Lego. Thì không biết là ví dụ như hôm nay em muốn có nhà ở Sóc Sơn, nhưng mà nếu như về sau em mà muốn có một căn tương tự ở trong Đà Lạt thì liệu có lắp ghép được không nhỉ? Cái câu hỏi cũng rất là hay. Cái vật liệu sử dụng chủ yếu nhá là thép. Đấy, cho nên là nó giải quyết rất triệt để cái phần gọi là cơi nới hay là di rời. Câu hỏi rất hay. Khi mà hôm nay chẳng hạn em muốn ở Sóc Sơn, nhưng mà biết đâu năm sau nữa Linh lại muốn di rời vào trong Đà Lạt chẳng hạn, ở trong đấy đẹp hơn, em thích khí hậu trong đấy hơn, thì em có thể ship cái nhà này vào trong đấy. Ship luôn? Ship y nguyên vào trong đấy luôn. Miễn là cái thế đất của em nó phải gần như là nó phù hợp với cả cái ngôi nhà này. Chứ còn nếu mà như đối với những cái ngôi nhà truyền thống ấy, là chúng ta sẽ phải là dỡ bỏ đi, phá bỏ đi và vào trong đấy mình xây lại một ngôi nhà mới thì sẽ mất hai lần chi phí. Nhưng mà đối với cả những cái ngôi nhà module kiểu này thì mình đơn giản chỉ cần di rời thôi. Tức là mọi người sẽ thấy là sao ạ? Nhà này vừa làm thì nhanh này, mà là còn tiện này, đúng như kiểu là Lego có thể tháo lắp được, thì không biết là liệu có bền không nhỉ? Ôi, về cái độ bền của nó thì thì thực ra nhé, để mà nói là cái nhà này ấy, là lần đầu tiên xuất hiện trên nhà ép và cũng không nhiều người Việt Nam biết đến. Thế nhưng mà ở bên nước ngoài ấy, thì nó đã có từ rất lâu rồi và người ta đã sử dụng được một quãng thời gian rất là dài rồi. Nhưng nếu mà mọi người vẫn chưa yên tâm thì theo như thông tin này tìm vào được ấy, cái chính sách của AMD dành cho khách hàng của mình nó cũng rất là đặc biệt. Tức là họ bảo hành đến tận 10 năm và cái bảo trì thì là trọn đời. Hay chưa? Ok thôi, bây giờ trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ anh em mình sẽ vào bên trong để giới thiệu cho mọi người những cái nội thất thiết kế bên trong xem có gì đặc biệt không nhé. Mà cũng không giấu gì mọi người, hôm nay nhiệt độ bên ngoài là 11 độ C. Linh đứng ngoài này lạnh từ rất là lâu rồi, nhưng anh Duy cứ đứng cứ nói sao phải ở bên ngoài rồi đúng không? Thôi bây giờ thì xin lỗi Khánh Linh và mọi người ở bên trong này. Ok, rồi mời Khánh Linh vào nhà thôi thì cũng phải thông cảm ra, nhưng lại đứng ở bên ngoài say sưa quá, sơ suất. Thế nhưng mà vào trong này thì em thấy là cái không khí của nó như thế nào? Nó có khác biệt so với bên ngoài không? Trong nhà thật sự là ấm hơn hẳn so với cả bên ngoài và mọi người cũng sẽ thấy là không còn tiếng gió rít ở ngoài trời nữa. Hôm nay ấy, nhiệt độ tại Sóc Sơn ở Hà Nội ở bên ngoài nó sẽ rơi khoảng 13 độ. Nhưng ở bên trong nhà mọi người sẽ thấy là nhiệt kế chỉ 18 độ. Tức là nó có sự chênh lệch rất là lớn và đặc biệt ấy, là ở tại khí hậu ở miền Bắc ấy, thì thường thường mùa đông sẽ rất là lạnh, mùa hè thì rất là nóng. Và nếu như mà cái vật liệu sử dụng ở bên ngoài nó không đảm bảo cái tính chống ồn và cách nhiệt ấy, thì rõ ràng bên trong nhà sẽ không được hưởng những cái lợi ích như thế này. Đúng không? Tức là nhà lắp ghép xịn nhỉ? Cũng hay đấy chứ đúng không? Nhà lắp xịn đấy chứ. Mà vào trong này thì Linh thấy thiết kế bên trong như thế nào? Đây, em đang định nói, khi mà nghe đến nhà lắp ghép mọi người thấy, mọi người sẽ nghĩ là kiểu khô khan, trông chẳng có gì đúng không? Nhưng mà không, mọi người thấy không? Thiết kế rất đẹp luôn. Đây là kiểu thiết kế hiện đại này, có một chút hơi hướng Scandinavian, rồi là không khí Giáng sinh ngập tràn, trang trí đẹp như thế này cơ mà. Cái kiểu thiết kế này thì nó xứng đáng có mặt ở trong những cái khu căn hộ cao cấp đúng không? Hoặc là trong những khu mà biệt thự sang xịn mịn. Và mọi người sẽ thấy là cái thiết kế của nó ngoài cái việc là hợp lý nha nhá, không có vách ngăn này, rất thông thoáng này, thì nó còn đảm bảo cái tính gọi là hưởng thụ. Khi mà đặc biệt là những người nào mà sở hữu những ngôi nhà này, thường nó sẽ là second home, người ta có đến những ngôi nhà thứ hai, thứ ba rồi, thì những cái ngôi nhà đấy nó phải đảm bảo được cái yếu tố hưởng thụ của người ta. Tức là sau khi mà rời khỏi cái ồn ã của thành phố mà người ta về những ngôi nhà này thì mình phải thực sự được đắm chìm trong những cái quang cảnh thiên nhiên ở xung quanh đúng không? Đây, đứng ở trong những cái không gian này thì mọi người sẽ thấy là cái gọi là những cái tầm view này, rồi những cái ô cửa nó rất là rộng thoáng để mình nhìn thấy những cái thiên nhiên ở bên ngoài. Vừa rồi là cái phần thiết kế, thế còn để nói về công năng ở trong ngôi nhà này thì anh có một cái việc này muốn nhờ Linh, việc quan trọng luôn đấy. Anh nhờ em đi, cho xem này. Cho xem này. Đấy, em phải đọc đúng theo cái câu lệnh này nhá. Nào đi. Xin chào Space, xem TV. Ghê chưa? Mọi người thấy ghê chưa? Ui, máy chiếu nhá, tự động chiếu này. Đi xuống này, rồi xong rồi làm kia có cái đèn. Đấy. Xem phim hay là chúng ta ngồi trò chuyện với nhau, cần một không gian riêng tư hơn, ít ánh sáng hơn, thì ngôi nhà nó cũng sẽ sẵn sàng làm cho chúng ta điều đấy mà mình không cần thiết phải đứng dậy, không cần thiết phải bấm một cái gì cả. Đúng rồi. Chỉ cần đơn giản là những câu lệnh thôi. Hoặc là khi mà chúng ta muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thì có thể cũng chỉ dùng những câu lệnh thôi mà không cần phải đứng lên đi lại lại hay là tắt từng thiết bị một. Lại đọc tiếp. Bên xin nhà... chào Space, tiếp khách. Rất là nhàn đúng không? Nhà mô đun gì cũng hay đấy chứ nhở. Trước đây chắc là mọi người cũng chưa được có cái cơ hội mà để tìm hiểu về những cái kiểu nhà như thế này đúng không? Thì trong chương trình này rất hy vọng là mọi người đã có thêm những cái
tìm hiểu về những cái góc nhìn mới. Và tất cả những cái tiện ích mà mọi người đang thấy thì đều có thể được thiết kế riêng, được đặt làm riêng theo ý muốn của mọi người. Chính xác, ngay cả những cái phần sàn này nhá, hoặc là phần tủ bếp này, tất cả những cái vật liệu này, màu sắc, tất cả mọi thứ mọi người đều có thể tùy chọn được. Đấy, theo cái cá nhân, cái sở thích của mọi người. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh. Đấy, phòng vệ sinh khép kín. Không biết là nhà module thì phòng vệ sinh sẽ như nào ấy. Như thường lệ chúng ta sẽ thấy là bên trong có rất là đầy đủ những cái thiết bị mà mọi người thường thấy. Bồn tắm này, toilet này, bồn rửa này. Bên ngoài đây thì có được thiết kế là một bức tường kính để có thể nhìn ra bên ngoài. Và đúng với cả cái tính chất là nhà module thì vào đây Khánh Linh cũng thấy là nó là những cái bức vách được ghép lại với nhau. Tức là mọi người có thể thay đổi diện tích. Ví dụ như là em đoán là mình muốn diện tích nhỏ thì sẽ là 1-2 bức vách, còn nếu diện tích lớn thì sẽ là 3-4 bức vách, đúng không? Mình có thể hoàn toàn có thể tự thay đổi, đúng không? Cái vách này thì nó sẽ có kích thước là 1m2 nhân 2m4. Kích thước của nó cơ bản của nó sẽ là như thế. Nên nếu mà mình muốn tăng diện tích của phòng vệ sinh này lên thì đơn giản mình chỉ cần đặt nới thêm thôi, nới thêm 1m2, 2m4 nữa. Rất là đơn giản, đúng, tức là chơi Lego như nào là lắp nhà như vậy thế. Lego thì nó cũng chỉ là những cái khối được ghép lại từ những cái miếng mà nó có kích thước chung. Thì nhà module nó cũng tương tự như vậy, không có gì mà gọi là khó hiểu cả. Trong đây là có bồn tắm này, như Khánh Linh vừa giới thiệu, nhìn ra bên ngoài rất đẹp. Ở bên trong mọi thứ nó nhà này, này thôi chứ còn gì nữa. Các thiết bị rất là toàn là thiết bị thông minh đấy. Tất cả những cái này mọi người vẫn có thể tùy chọn nhá, không thích cái kiểu này thay đổi kiểu khác vẫn thoải mái. Ok, bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra những cái không gian khác. Nhưng mà em không biết là với nhà module như thế này thì mình có thể xây được mấy tầng ạ? Vì nhà này với căn này thì chỉ có một tầng thôi. Nhưng mà theo như thông tin anh tìm hiểu được của đơn vị AMD ấy, thì họ nói là hiện tại thì cái chiều cao tối đa ở tại Việt Nam có thể thi công là khoảng từ 5 đến 7 tầng. Nhưng ở bên nước ngoài ấy, thì có những công trình nó lên đến 15 tầng. Đấy là điều mà hoàn toàn khả thi. Bây giờ ở trong này chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì có diện tích rất là rộng và nó được thiết kế anh thấy là rất linh hoạt. Linh hoạt ở chỗ nào? Ở trong này nó là một cái khu kiểu như là phòng làm việc. Thế nhưng mà nó cũng được ngăn cách bởi một cái cửa trượt như thế này, làm bằng gỗ. Đấy, khi không cần dùng thì mình có thể đóng lại để làm cho cái phòng này trở nên linh hoạt hơn, thông thoáng hơn. Tức là mọi người không cần phải băn khoăn về việc là layout trong các phòng ở trong nhà module như thế nào, vì mọi thứ đều rất là linh hoạt. Đúng rồi. Đều có thể dễ dàng lắp ghép lại nhau. Đấy, cái chỗ này anh em mình đứng bắt đầu chương trình đấy. Còn làm việc rộng nhỉ. Đấy, đèn đóm mọi thứ. Tích hợp rất nhiều công nghệ. Đây có một cái công nghệ này anh cũng rất thích này. Và cái này thì anh nghĩ là sẽ rất nhiều người cảm thấy hay ho. Buổi tối mình đi ngủ ấy mà mình không muốn cắm sạc dê dợ là ngoảng đây. Thì đây nó sẽ có một cái sạc không dây. Mình chỉ đơn giản là đặt điện thoại đấy là sẽ sạc. Nhưng mà không dành cho những người nào muốn vừa sạc vừa dùng. Không, tất nhiên rồi, khi mà em cũng không nên vừa sạc vừa dùng đâu, nó cũng khá nguy hiểm đấy. Cho nên là mình phải tách biệt riêng cái việc đấy ra nhá. Ở trong này thì có cả đèn đọc sách này. Đấy, hay không? Tất cả những thiết bị này nếu như mình muốn thay đổi kiểu dáng hoặc là màu sắc hoàn toàn được nhá. Có rất nhiều, rất nhiều luôn ấy. Chỉ sợ là cái khả năng sáng tạo của mình có hạn thôi, chứ còn những cái này thì anh thấy là nó rất là phong phú và đa dạng. Tiếp tục di chuyển qua không gian bên này thì có một chiếc ghế đọc sách ở đây này. Đấy, được bố trí cũng khá là hợp lý. Ở bên ngoài này thì chúng ta còn một cái khoảng ban công. Ôi lạnh quá. Ra ngoài này lạnh. Đi ra ngoài này không khí khác hẳn nhỉ. Đây này, lúc nãy mọi người nói cái nhiệt độ ở ngoài có thể mọi người không tin, hôm nay Hà Nội là 12 độ đấy nhá. 12 độ. Bây giờ đấy, là khoảng giữa trưa. Giữa trưa 12 độ. Ở trong nhà là 18 độ. Đấy, tức là cái vấn đề là cách nhiệt với cả cách âm là họ làm rất là ổn. Sân rộng nhỉ. Đây, vật liệu ở ngoài này cũng bền lắm ấy. Cái này thực ra anh nghĩ là 5-10 năm chả bao giờ có vấn đề gì cả. Giả sử như là em muốn thiết kế nhà theo một kiểu hình khác, hình chữ L, hình chữ U cũng hoàn toàn rất được. Là dễ dàng đúng không? Hoàn toàn được, mình chỉ thay đổi thôi là được. Và không biết là với tất cả những gì mà chúng ta vừa được trải nghiệm từ đầu đến giờ thì mức chi phí để có thể hoàn thiện một căn nhà như thế này là khoảng bao nhiêu ạ? Anh cũng nghĩ là đang rất nhiều người quan tâm đến cái vấn đề này. Thế thì với tất cả những gì mà mọi người đã theo dõi từ đầu chương trình đến bây giờ, cả phần xây dựng cho đến phần nội thất ở bên trong, tổng cộng chi phí để mà hoàn thiện cái ngôi nhà này nó rơi vào khoảng 1.6 tỷ. Đấy, và chia cho 75 mét vuông
thì trung bình nó sẽ khoảng 21 triệu một mét vuông. Đấy, nhưng mà nếu trong trường hợp mà chúng ta chỉ mua bia mà không mua lạc, tức là chỉ lấy phần nhà thôi mà không lấy phần nội thất ở bên trong ấy, thì cái chi phí của nó sẽ còn thấp hơn. Nó chỉ loanh quanh khoảng 12 triệu một mét vuông thôi. Cái chi phí đấy thì cá nhân Linh thấy nó như nào? Có hợp lý không? Em thấy rất là hợp lý. Với khoản chi phí đấy chúng ta sẽ có gì ạ? Cả một chiếc nhà với tất cả mọi thứ bên trong, hoặc là không, mọi người có thể tự thiết kế đồ cho mình. Nhưng mà nói chung đấy vẫn là một con số rất là hợp lý rồi. Đúng rồi, bởi vì sẽ có nhiều người đặt ra bài toán là như thế này: nếu mà mình bỏ ra chi phí để mà mình xây dựng một cái ngôi nhà kiểu truyền thống ấy, tức là xây móng rồi gạch rồi xi măng bê tông, thì cái ngôi nhà đấy, cái chi phí nó phần xây dựng nó sẽ khoảng 5 triệu nhá, cộng với cả phần hoàn thiện nội thất anh cứ cho là khoảng 5-7 triệu, chục triệu nữa đi, là trung bình nó sẽ khoảng 12-15 triệu rồi. Nhưng mà cái nhà đấy nó bị một cái nhược điểm là nó không di chuyển được, nó không ship vào đâu, nó không ship đi đâu được cả. Nhưng mà ngôi nhà này của chúng ta thì nó lại có thể di rời được. Đấy là cái ưu điểm rất là lớn mà mọi người nên lưu ý, đúng không? Có hay. Và tùy vào cái thời gian thì AMD cũng sẽ đưa cho các bạn những cái chính sách riêng biệt. Đấy, mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến AMD theo những cái đường link mô tả mà chúng tôi đính kèm ở phía dưới nếu mọi người quan tâm. Và khi mà trở thành khách hàng của AMD ấy, thì mọi người cũng sẽ được trải nghiệm những cái công nghệ thiết kế kiểu mới. Và chắc chắn là cũng ít người trải nghiệm được nhá, cũng ít người đã được trải nghiệm. Bây giờ Linh có muốn trải nghiệm thử không? Vẫn còn công nghệ nữa ạ? Có, nhưng mà ở cái chỗ đất này thì không có cái không gian trống để mà anh em mình có thể sử dụng cái công nghệ được. Bây giờ mình sẽ đi đến một địa điểm khác nhé. Em nhảy đi. Rồi, bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở một cái khu đất cũng tương đối trống trải. Chỗ này thích hợp để mình có thể trải nghiệm được cái cảm giác thiết kế theo công nghệ thực tế ảo nó như nào. Thì cũng rất đơn giản thôi. Bây giờ mọi người sẽ vào cái đường link này đây. Chúng tôi nếu mà không nhìn rõ thì có thể đính kèm ở phần mô tả để mọi người có thể tiện theo dõi. Và chúng ta có thể là chọn cái mẫu nhà mà mình cần đặt nó ở cái khu đất này. Đấy, và ấn sang cái biểu tượng bên này. Sau đó thì camera nó sẽ quét hiện trạng khu đất. Đấy, mình sẽ quét qua vòng như thế này. Rồi, khu nhà của chúng ta đã được đặt ở trên một khu đất. Mà điều mà nếu như thiết kế theo phong cách truyền thống ấy, mình sẽ phải đợi khu nhà hoàn thiện rồi mới có thể trải nghiệm được, đúng không? Đây, em thấy không? Công nghệ bây giờ nha anh em mình thử đi vào phòng khách đi nhá. Mình chỉ cần cầm máy quay thôi, đi vào phòng khách này. Ôi, cứ như là mình đang đi vào mình trong đang nhà đi rồi vào ấy. Bên trong không gian trong nhà nhé. Mà nó có cả cái không gian bên ngoài để mà mình hình dung được luôn. Đây, chỗ này là cửa, thấy không? Nhìn ra bên ngoài này, đấy, cửa sổ đây. Nhìn ra bên này nhá. Chất thật. Nhìn ra bên này là phòng, có thể là phòng bếp hay cái gì đấy chẳng hạn. Thấy không? Hay không? Đây, thôi bây giờ đi ra ngoài. Đấy, mọi người thấy không? Đi ra ngoài. Công nghệ thật là thần kỳ. Điều mà trước đây nếu mà muốn có những cái này thì phải chắc phải đợi cái ngôi nhà của mình nó hoàn thiện xong thì mới có thể đi lại ở trong ngôi nhà như thế, đúng không? Đây, nhưng mà đây nhá, là xem ở trên điện thoại. Chứ nếu mà mọi người mà đeo kính thực tế ảo, kính VR ấy, thì như là một thế giới khác luôn. Công nghệ phát triển luôn. Và mọi người có thể thoải mái trải nghiệm những cảm giác này khi trở thành khách hàng của AMD. Đấy, bây giờ công nghệ thiết kế cũng thay đổi rồi, Metaverse rồi. Wow. Ôi, hiện đại quá. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì nhét hy vọng là mọi người đã có thêm những góc nhìn mới về thế nào là nhà module, và nhà module thì có thể mang lại những cái gì cho chúng ta. Đấy, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay của nhà F. Nhà F hy vọng là mọi người sẽ thích cái video ngày hôm nay của chúng tôi. Và nếu như ai thích quá không chịu được thì có thể chia sẻ cho những người xung quanh. Và like, share video của nhà F nữa. Đúng rồi. Trong thời gian chờ đợi thì đừng quên làm những điều như Khánh Linh vừa nói. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.